Ok, hello em và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Starjin nha. Mình là mình đây. Ok, thì hiện tại mình rất là mệt rồi. Mình vừa mới lưu xong bên kênh gọi là Skibidi của mình khoảng đâu đó là 2 tiếng mấy 3 tiếng gì đó, mình không nhớ nữa, nhưng mà về cơ bản là mình cái giọng mình khàn vãi cái chưởng rồi. Nhưng mà sợ là sáng mai không thức dậy sớm được để mà làm clip cho anh em xem. Cho nên là mình quyết định là bây giờ thôi tranh thủ làm trong này ngủ này mà. Ok, thì ngày hôm nay bên Gana FIFA họ có ra chấm đầu cái vòng, ở không phải vòng quay mà là một cái sự kiện mở hộp đó, một sự kiện mở hộp để cho chúng ta có thể săn được cho một trong 4 khẩu súng M60 chế tác tứ linh đó. Thì cái sự chế tác này lúc trước á nó có bị lỗi chỗ là anh em quay tới 150 lucky hay gì đó là anh em sẽ nhận được một cái bản vẽ miễn phí. Và sự kiện này thì đã lâu lắm rồi, lúc mà nó mới vừa ra mình có review á, lúc trước thì nó rất là hot nha. Tại vì nói chung lúc trước là mình rất là nhiệt huyết với những cái sự kiện in game mình, ví dụ như vòng quay chế tác mà nó mới ra. Bây giờ thì đa số là quay trở lại trong phần hộp với lại vòng quay nó hút máu, vòng quay tổ ong không à. Còn lúc trước thì quay chế tác rất là vui luôn đấy, thì lúc trước có lỗi rất là thú vị nha. Rồi ok, về cơ bản thì cái hộp này nó rất là lương lương ở chỗ là 4 khẩu đều như da giá như nhau. Vì vậy cho nên á, nếu mà anh em nào quyết định là săn cái này thì chắc chắn là anh em sẽ lấy luôn gọi là cái khẩu đắt nhất, chứ không có khi nào mà anh em săn được 250 nguy hiệu mà anh em đổi khẩu cùi nhất hết trơn á, không bao giờ. Thời với lại á là cái giải hộp này nó không có cho chúng ta đổi hộp súng nha. Vì vậy cho nên là nếu mà anh em nào mà muốn test cái hộp này á thì anh em cũng nên cân nhắc kỹ, thật kỹ luôn, tại vì mình khuyên em là như thế, nó sẽ rất là khó nha anh em, rất là khó luôn. Ok, em mình thử mua 24 hộp đi, 24 hộp không được, 27 hộp, 27 hộp xem như thế nào. À, 27 hộp được giảm giá nè, giảm giá nhưng mà có đủ kim cương mới đâu mà mua đâu anh em. Nên là sẽ mở vài hộp thử xem, 10 hộp đi anh em, 190 huy hiệu. Ủa, 10 hộp được 22 huy hiệu. Ôi giời, nói chung là tỷ lệ thì mình nghĩ là anh gà tính hết trơn rồi. Nếu mà anh em muốn lấy khẩu này thì em sẽ tốn đâu đó là khoảng 100 hộp trở lên, 100 hộp nhân với là 1.900, khoảng 2.000 kim cương đó. Nếu mà anh em nào lấy thì em có thể xem thử cái xem cái giá đúng hay không nha, khoảng 2.900 kim cương á. Và nội dung của ngày hôm nay của mình thì không liên quan về cái sự kiện mở hộp đó nhiều, mà chúng ta sẽ liên quan đến sự kiện mở hộp khác như em, đó chính là hộp gì, đó chính là hộp trong bánh xe nhân phẩm đấy. Ok, đầu tiên mua này 5 vé trước đi để xem, 70% đúng không, làm mới luôn. Rồi ok, chúng ta có là hộp cắm cờ 10 hộp 57 kim cương, mở ra. Úi trời ơi, hai cái hành động 24 giờ ảo ma, ảo ma thực sự đấy. Anh gà cho mấy cái hộp gì đâu không kỹ gì. Ok, đây có hộp nâng cấp linh hoạt nè, hộp chuyển động nè anh em, hộp chuyển động 100 kim cương mà bây giờ mình còn đó chính là còn 110 kim cương. Vậy mình mua hộp này trước đi anh em. Mở ra 20 kim cương mình đổi lần 110, 90 kim cương là quá tuyệt vời. Sau thì quay cái này tiếp để xem. Ôi trời ơi, 87 ai đâu, vẫn đủ nha, vẫn đủ nha anh em. Mở nè, ôi ôi 6 ngày 7 ngày rồi, tính ra là lúc này quay ra đồ lỏ không anh em ơi, quay ra đồ lỏ rồi, quay hộp lỏ theo luôn. Cho nên là quan khác nha anh em. Nếu mà anh em nào có xem video mình thường xuyên hoặc là anh em theo dõi kênh mình thường xuyên á thì anh em cũng chả có xa lạ gì với những cái content mà mình hay là đi quay full hộp này kia các kiểu anh em, quay full hộp trong là cái sự kiện giảm giá đặc biệt gì đó đấy. Ví dụ như cái sự kiện này nè ấy, ok 10 hộp, 10 hộp áo bóng đá, ok dưới này 10 hộp gì, 10 hộp cắm cờ 70% thì cái nào rẻ hơn. Cái này nếu mà giảm giá cao thì chúng ta nên mua cái nào đắt hơn đi anh em để sao dễ, còn giảm giá thấp thì chúng ta mua cái rẻ sẽ ok hơn. 70% mình nghĩ là cũng là một con số khá là cao ấy, ở 80% luôn rồi nè, ảo ma thì rồi 38 kim cương. Oh my god, đi tính ra cái hộp này đỡ hơn xíu nha, nó đỡ hơn xíu anh em à, đỡ hơn hộp nãy xíu. Rồi bây giờ là gì đây, 9 kim cương, 9 kim cương thì mua cái gì, mua cái gì là mua cái gì, chắc chắn là sẽ là gói đồ rồi. 9 kim cương mà anh em không mua gói đồ thì anh em hơi bị uổng đấy. Nói thiệt em, cho dù nick nó có xịn hay là nó có phế cỡ nào nữa mà anh em không mua 9 kim cương, mà 9 kim cương anh em không lấy gói đồ thì anh em rất là kỳ luôn á. Ok, rồi còn mấy giấy quay này chúng ta không lấy nha. Mình thừa biết là mấy giấy quay này quay em nick phụ thế này không ra đâu nè. Đó, nick bó thành nick là có đồ liền. Đấy, ok. Thì phải tóm lại một điều á là những cái nick mà
chúng ta chơi sự kiện 10 nít á, thì tốt nhất là anh em nên lựa những nít nào, à, không phải lựa những nít nào mà nên lựa những sự kiện như là sếp quyền bí thì sẽ ok hơn. Còn vô đem mấy chỗ như thế này á anh em, ý có hộp qua quân thám hiểm nè, ngon. Ý đồ của tôi là vậy anh em, ý đồ của tôi là chỉ có mấy hộp này thôi. Ok, let's go. Ok, 55, 60, 80%. Rồi, thêm một cái hộp này nữa nha. Đấy, nạp 58 kim cương nè. Đó, rồi, đợi xíu vô đủ đồ mở. Và còn hộp nào nữa hay không? Hộp nâng cấp thì chắc mình không cần đâu anh em. Rồi, thêm hộp hành động cắm cờ. Tới công chuyện rồi. Ủa, sao 60% vậy? Thôi đem ơi, 60% thì thôi đi. Chủ yếu là chúng ta test và full tất cả những loại hộp trên tất cả các nick, chứ không cần thiết phải test là tất cả loại hộp trên là một nick đâu anh em. Trên một nick thì mình thì nghĩ là không nên, vì nó rất là khó. Hồi đó giờ á mình chơi cái mấy shop giảm giá, giờ anh em mình sang hộp bóng đá này không, bây giờ không bao giờ mình thấy được skin vĩnh viễn nó. Còn cái hộp quà cực độc này thì hên xui nha. Úi dồi, chúc mừng quân thám hiểm đó, anh em thấy gì chưa? Oh my god, oh my god, đấy một cái liền nãy anh em thấy không, nhân phẩm anh em ạ. Nó gọi là nhân phẩm trời ban đấy. Ôi rồi 25 ngày vừa khám phim đôi lạc của Nam thì không sao, có ngày có đa có giờ thôi mà. Rồi bốn cái, bốn hộp 20 ngày được bao nhiêu ngày tôi cũng mới biết nữa, và để xem nên bấm qua hình thời trang biết ngay mà. Rồi 52 ngày mà, tiếc là cái này mà được 100 ngày thì nó khá không vĩnh viễn đâu, cho nên là anh em đừng có lo, tôi bảo đảm với anh em điều đó. À, ít ra nhưng mà được cái quần thám hiểm của nữ là được rồi anh em, nói chung là được ổn, là đủ vốn rồi đó anh em, đủ vốn rồi. Đây nít đầu tiên là được quần thám hiểm nha anh em, ngon lắm rồi ha. Ui trời ơi, nít này tôi, nít này tôi tới phần quà của binh luôn rồi, anh em hiểu rồi đấy. Rồi ok, chuyển thôi. Phần quà của binh thì chúng ta mới vô chúng ta được 15 hộp là thấy là ok nè, 70%. Mấy nít lập lâu thì nó làm gì đó anh em. Ui, đậu xanh đây có hầm 122 à. Ok luôn, chơi anh gà cho thì em lấy, ngại gì mà không lấy đúng không anh em. Kia tốn kim cương đâu mà, 65%. 65% hộp Piranha. À mấy hộp Piranha nãy giờ không thấy nè. Rồi cho vô đồ, cho tủ đồ luôn hồi mở. Rồi 90%. Ôi giời ơi, 90% thì chúng ta sẽ, ôi dạ, cái đống này có 5 kim cương à. Nhưng mà thôi, 5 kim cương. Úi, đổi sang cái hành động này anh em, hành động 29 kim cương kìa. Ôi dạ, hành động 29 kim cương thì bỏ qua thì nó uổng nha. Mà thôi kệ đi anh em. Rồi quan trọng của mình là mấy cái hộp này nè, mấy hộp này nè với cái bộ đồ đấy. Ok, nick này là bây giờ mấy chục hộp rồi đó, ngon. 60% được mấy giây quay, làm mới thử xem cái nữa, xem được cái gì đây. Rồi luôn, thôi không là mới đó nha. Nghe được rồi, nói chung là mỗi nick này chúng ta test được một vài hộp là ok rồi, không còn nhiều đâu, chắc chắn là sẽ có nick nào đó ra vĩnh viễn mà. Rồi một cái chuyển động như shit luôn. Rồi, hai hộp nè, bốn hộp nè, có sao kỳ vậy, hai hộp cuối nè. Ôi rồi ôi lỏ quá anh em ơi, bốn hộp nè, 8 huy hiệu, 6 hộp nè, 14 huy hiệu là 22 huy hiệu. Rồi này 15 hộp tới luôn, 15 hộp 24 huy hiệu. Ôi là trời, cái gì đang diễn ra vậy anh em? Piranha gấu trúc quy đổi nè, trời ơi không có gì để mà quy đổi luôn. Tôi cứ tưởng là cái này sẽ có quy đổi hộp súng, nhưng mà thôi bỏ đi anh em ơi, đẹp vãi anh em ạ. À, thì tình mình nói với anh em luôn á, là mấy cái sự kiện mà bánh xe phẩm nè, nếu mà chúng ta test 10 đó thì chắc chắn chỉ là một điều với anh em luôn, là cái số kim cương mà anh em bỏ ra thì sẽ rất là nhiều, nó nhiều hơn những cái gọi là sự kiện, như là cái sự kiện gì ta, cái sự kiện gì mình quên mất tiêu mở đây này. Ok, cái này không cần đâu đây, chứ là sự kiện số huyền bí nha. Số huyền bí thì anh em mở ra thì nó sẽ dễ hơn đấy, số huyền bí nó sẽ dễ hơn mấy cái này rất là nhiều. Ui dồi ôi, hộp Piranha lúc nãy mình thấy bẹp rồi cho nên mình không mua hộp Piranha nữa. Rồi ok, mở luôn, không cần phải vô kia mở luôn, ở ngoài này mở cho lẹ đây mà, phải vô kia tốt thời gian mà chả được gì cả. 85 kc thôi, 85 kc mở qua đi em. Rồi lúc này mấy hộp này là mở rồi cho nên mình không mở nữa nha, chỉ mở những hộp chuyển động này kia thôi, test thử nhân phẩm thôi em. Còn mấy hộp mà quy đổi này kia mình sẽ không mở nha, vì mở ra nó cũng không ra đồ đâu, với lại là đồ chúng ta mở á, thì nó cũng sẽ không cho chúng ta là quy đổi sang hộp súng, cho nên là rất là phí nha. Thì lúc nãy mình có nói á, là tại sao mà mấy sự kiện bánh xe nhân phẩm này nó tốn kim cương hơn, thì thứ nhất là chúng ta sẽ tốn kim cương cho nó reset cái gọi là
cái đống vật phẩm đó. Và thứ hai á là chúng ta mua, mỗi lần chúng ta mua chúng ta phải reset lại cái tỷ lệ, thì nó không cố định như trong cái số bàn bí, và reset hoài nữa nó cũng không ra cái món mà chúng ta cần, thành ra là nó xảy ra tình trạng là nó sẽ bị cái gì, bị phí cái số kim cương của chúng ta đây, nó sẽ bị phí rất nhiều. Ai à, dạ đây rồi, hồng vườn thám hiểm, hồng vườn thám hiểm là phải dứt liền, không dứt là không được anh em mà. Ok, để xem còn hộp nào không. Hộp Piranha mình không mở nha, nói thiệt em, hộp Piranha dù nó rẻ cái nào rẻ mình cũng không mở, mình nói danh dự một câu luôn, không mở là không anh em ạ. Ok, để làm mới xem là có ra cái hộp nào ngon hay không, chứ hộp Piranha mình sẽ không mở. Nick này đáng yêu cho nên là mình sẽ mua cho nó cái này đi. Rồi ok, để xem có chín kim cương hay không nha. Không chín kim cương rồi, 70%, 70% thì mua đại 5 giấy quay đi em. Rồi bao nhiêu phần trăm đây, 55% thì nghỉ. Rồi ok, vô test máy quay này cái nào. Tôi nhớ có một nick nào đó tôi quay được thẻ cực mùng 1 á anh em nhớ không. Ok. Rồi 5 vé, 5 vé được 7 huy hiệu, đổi được cái nách gì đây, được hộp súng ảo ma Canada 24 giờ. Ok, nick này rồi, còn hộp quần thám hiểm nữa đúng không. Quần thám hiểm thì chơi, chứ còn mấy kia thì không chơi nha. Ba hộp nè, ui rồi ba hộp được 25.000 cho hai cái. My god, cái quần thám hiểm nữa anh em à, thứ gì chịu nổi anh em. Nó thấy gì chưa anh em, thấy gì chưa, trời ơi mấy nít phụ này mở quần thám hiểm hên vãi anh em à, 20.000. Mấy nít phụ mở quần thám hiểm thì còn gì bàn nữa đúng không anh em. Rồi bây giờ chúng ta trang bị vô luôn, đợi tới số bằng bí chúng ta có thêm những món đồ xịn nữa chúng ta trang bị vô thành một cái bộ đồ tuyệt đẹp luôn em đó. Ok ha, uy tín luôn, đàng hoàng luôn, hai quần thám hiểm rồi đó. Mình có một cái, mình có một cái thỉnh cầu như thế này, đó chính là nếu mà anh em đang xem video mình á thì anh em có thể giúp mình bấm vào và nút like, nút đăng ký kênh được không, để cho kênh mình sánh đạt được 50.000 người đăng ký đi anh em. Đấy, làm YouTube, làm YouTube mà đứng thức khuya gì nó rất là cực anh em mà, thêm lại mệt mỏi nữa, cho nên là mong là anh em ủng hộ mình bằng cách like đăng ký kênh nha. Ok, tập khủng long 100 kim cương mấy là chát anh em à. Thôi thì mua đại 5 vé này đi cho nó, cho nó phiến mãi rẻ xuống anh em, nó phiến mãi rẻ xuống rồi chúng ta sang mấy hộp kia. Ủa vãi, vãi nồi thiệt. Ôi trời ơi, bỏ qua luôn đi, mấy cái ra lại không, không ra lại luôn anh em à. Ảo ma thì chứ, rồi 5 hộp được 15 hiệu, 22 kim cương đổi 150 kim cương cũng ok đấy, 65%. Nghe đâm tiếp rồi, nó không quay lại luôn kìa, có hộp chuyển động quay lại à, hộp cắm cờ. Oh my god, rồi quay hộp cắm cờ thôi, 5 ngày cho cái hành động DJ A Lộc, 70% cho cái hộp chuyển động ra được 9 ngày rồi. Cái này nữa 45% thì nghỉ, không nói nhiều, 40% là nghỉ luôn anh em à, không nói nhiều nha. Ôi trời ơi, nick này không biết sao đây, tôi đang cần, rất là cần cái quần thám hiểm luôn anh em à, không phải là cần quần thám hiểm mà cần, chỉ cần cái hộp quần thám hiểm để mình test thôi, thiệt luôn á, quần hộp quần thám hiểm test nó nhìn nó đã lắm. Ui đây có nè anh em, vừa mới nói xong rồi sao không để ý ta. Rồi ok, bao nhiêu phần trăm đây, 9 kim cương, 9 kim cương thì quất cái bộ đồ liền, không nói không phải còn là chê chứ, 9 kim cương mà anh em không lấy bộ đồ thì hơi bị phí nha anh em. 80% nè, 80% đổi 10 kim cương lấy 5 hộp, 5 hộp ra 150 kim cương, 10 kim cương đổi 150 kim cương là quá lời, 55% thì nghỉ. Không nói nhiều anh em. Ok, bây giờ test hộp quần thám hiểm nữa nè, xem là ba hộp đầu tiên nó có ra được quần thám hiểm vĩnh viễn hay không nha. Ồ hết ra rồi anh em ơi, hết ra rồi, để xem hai hộp. Ôi rồi là xanh bấm lộn em ạ, 5 hộp. Ồ vậy là đây là nít, là nít thì cũng xịn đó, nhưng mà nó không ra vĩnh viễn nha em ơi, nít xịn nhưng mà không ra vĩnh viễn. Thôi kệ đi, qua nít khác cài tiếp đi. Mà một cái nít mà mình đã từng nạp duy nhất một lần vào để mà mình săn cái shop quần bí anh em, để xem nó có gì luôn. Ôi rồi ôi, anh em thấy gì chưa, hộp quần thám hiểm ngay từ cái ô đầu tiên luôn là lấy quần thám hiểm rồi, nhưng mà thôi phải lấy giam với quay này cho rẻ trước, sau đó thì chúng ta sẽ quay cái tỷ lệ giảm giá cao hơn để mà chúng ta lấy nguồn thám hiểm nha. Ok, 7% thì 65%, tính ra nó cũng không có lên cao mấy. Thôi thì mình reset lại đi anh em. Rồi xong luôn, reset lại xong rồi nó bắt luôn rồi anh em ơi, reset lại nó bắt luôn cái nguồn thám hiểm của mình luôn rồi.
tiếc vãi. Trời anh gà ơi, em lỡ reset con cái mà anh cho thì kỳ ơi, tính ra chứ là lỗ luôn anh em. Reset hồi lỗ luôn rồi. Rồi. Lỗ luôn rồi còn đâu nữa. Lỗ con mơ luôn anh em à. Thầy cay vãi. Lỗ vãi anh em ơi. Ôi trời ơi. Uổng không? Giờ năm hai kim cương. Đổi cái này đi. Đổi cái này mấy dụng cho quay rồi đi. Đổi là đổi nguyên hiệu nâng cấp chứ. Phải nãy là gì là ngon rồi. 38 đâu rồi. 38 kim cương này 37. Ảo ma Canada thiệt. Này được 10 hộp 10 5 hộp 10 kim cương được 23 nguyên hiệu. Cũng được. Móc 9 kim cương hiền mặt may còn đủ kim cương để mà xài rồi xong. Lỗ rồi đây ơi. Đáng lẽ ra nên chọn học buồn thám hiểm đi chứ đoạn này lại quay đây đây quay đây quay lỗ luôn em mà. Thời. Đây rồi, anh em biết cái này có gì không? Đó chính là có hai thứ mà chúng ta cần phải nói. Một thứ là ủa, lộn. Ủa, nick bữa tôi nhớ cái nick kia được cái bộ bộ đồ cái bộ thẻ cực mùng 2 mà ta hay là mình nhớ lộn nick nhỉ? Mình nhớ nick kia nick đáng yêu thì phải. À mình nhớ lộn nick rồi anh em ơi. Nick này thì mình quay cái nắm đấm logic quyền chặn ở mở nắm đấm logic quyền trong cái số mình bí ra luôn vĩnh viễn. Đó, anh em thấy sao? 65%. Để tôi quay xem là tí nữa nó quay nó có ra được cái kia hay không nha. 70%. 70% có hộp Piranha thì tôi cho nó cút luôn, không nói nhiều. Hộp Piranha tôi cày nãy giờ rồi. Hộp chuyển động thì chơi. Ấy hộp quần thám hiểm nè. Đó, mở. Úi dồi ôi. Chúc mừng anh em mà ba cái quần thám hiểm nha. Ba cái quần thám hiểm. Nãy giờ là ba cái rồi đó, anh em tính cài tổng kim cương. Tổng kim cương chúng ta bỏ ra nãy giờ là bao nhiêu kim cương nhưng mà mình thấy ba cái quần thám hiểm là mình thấy khoái rồi đó. Mở ra vĩnh viễn luôn nè. Trời ơi ra vĩnh chuyển động vĩnh viễn nữa thì thôi. Nick này định giá là bạc tỷ luôn anh em. Ok để xem có hộp nào ngon đấy không. Có hộp hộp cớ cầm hộp cắm cờ chơi luôn. Ôi nhưng mà hộp cắm cờ hơi lõ nha. Thiệt hộp cắm cờ hơi lõ. Ok. Giờ qua cái này xem như thế nào. Dòng quay âm binh đúng không? Rồi một vé nè, 3 huy hiệu, 5 huy hiệu, 1 huy hiệu, 1 huy hiệu và 1 huy hiệu. 11 huy hiệu cho là 5 lượt quay. Mà chúng ta đã đổi được cái gì cả, ngoài hai hộp súng. Ok. Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Tiếp thôi. Sao nãy giờ mình cảm thấy như là mặc dù mở ra quần thám hiểm đó nhưng mà nó không có ra cho mình cái quần thám hiểm nam anh em à. Không lẽ quần thám hiểm nam bị kỳ thị cỡ đó sao ta? 65%. 87 kim cương. Ok, mở ra. Chúc mừng. Oh my god. Anh em thấy nhân phẩm gì chưa? Cái quần thám hiểm thứ tư. Nhưng mà cái quần nam vẫn chưa có nha. Cái quần nam vẫn không có nha anh em. Tôi nó hiện cho anh em nãy giờ cái quần nam tôi tìm lắm tìm luôn vậy mà méo có. 80% sẽ được cái giá quay thì nên thử. Vẫn nên thử nha, rẻ mà. 70% rồi thì làm mới. Ok, let's go. 70% được cái hộp gì đây? Hay hộp bạch hổ. Rồi, ok, tới công chuyện. Trời ơi, 10 hộp được 13 huy hiệu. Cái gì quần què gì đây? Cái quần què gì đây anh gà? Anh nhân sức đức vừa vừa thôi chứ độ xanh. 10 hộp được 13 huy hiệu thì anh còn cái gì anh nói đâu anh gà. Anh gà anh chơi vậy anh coi được lắm hả anh gà. Thôi, bỏ qua cái vòng quay, bỏ qua cái hộp đó đi mình sẽ quay vòng quay trước nha. Một huy hiệu. Một huy hiệu. Một ba huy hiệu. Một huy hiệu. Một huy hiệu cuối cùng. Thế là xong. 7 huy hiệu chúng ta đổi không được hai hộp luôn. Không được hai hộp cũng không được skin súng diễn diễn luôn. Rồi để xem trong trong cửa hàng thời trang thì mình nghĩ sẽ có đồ để mà đổi á. Vì cái hộp này khó ra huy hiệu cho nên sẽ có đồ để đổi. Đây biết ngay mà. Ba hộp súng nha. Ba hộp súng không được skin di chuyển luôn. Rồi thì tính ra lúc này cũng không là không xịn lắm. Hộp đồ thì cũng không xịn cũng giấy quay cũng không xịn luôn. Cho nên là lúc này tạm được nha anh em. Ok, và hiện tại mình đang ở trên nick nó chính là Sở Dân Singapore nhưng mà đặt trụ sở tại server Việt Nam. Ok, hộp này nãy giờ hơi lỏ nha. Thôi, vòng quay chúng ta không chơi đâu anh em. Mở hộp đi. 65%. 65% được mập làm 7 kim cương hút 15 nguyên hiệu 150 kim cương 60% thì bèo quá
Ý, được hộp quần thám hiểm nè, 100 kim cương á. Thôi 38 kim cương đi em, dù sao 38 kim cương, trời ơi à. 100 kim cương không mua giờ ra đống này, 137 kim cương reset luôn. Thôi reset không có thì chúng ta rút lui anh em ơi, reset không có thì chúng ta rút lui đi cho dễ nè. Đừng đừng cố chấp, mình khuyên em thì đừng cố chấp. Anh đi vừa qua, anh đi vừa qua có bất chấp những lời xua đùa về các kiểu, chứ không đi thì cũng kỳ, quay hoài cái đó thì tốn thêm gọi là KC mình chả được cái gì nữa mà, cho nên là cứ rút lui trước cho chắc ăn đấy. Xong rồi ok, mà nếu mà như mình đoán không lầm thì đây chứ là nít cuối cùng rồi. Thật ra là còn một vài nít nữa nhưng mà thời gian có hạn, cho nên là mình không muốn là test quá nhiều nít anh mà. Đây kim cương cũng có hạn nữa. Ui rồi, cái hộp này chưa có gọi là một quy đổi, cho nên là mình sẽ không test hộp này nha, sẽ chuyển tiếp sang là cái hộp tiếp theo, hộp hành động cấm cờ. Ok trời ơi, nãy giờ thề với anh em, nãy giờ tôi quay mà tôi không thấy nào thấy được cái hành động cấm cờ đâu luôn anh em. Anh gà anh không, có vẻ như là anh gà đưa cái hành động cấm cờ vô đây là cho vui thôi chứ không có tác dụng gì cả, thiệt hợp bách thổ nữa. Thôi chúng ta skip lại đây nha, stop lại đây thôi đó. Nói chung á là trong video ngày hôm nay chúng ta đã có được cái gì, tức là bốn cái gọi là bốn cái quần thám hiểm của nữ nha em, còn quần thám hiểm của nam thì đất 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 có cái nào. Nói chung là tỷ lệ mà ra mở hộp ra quần thám hiểm rất là cao đó, thiệt tỷ lệ ra mở hộp ra được quần thám hiểm vĩnh viễn rất là cao nha. Hy vọng là sau khi mình đang xem clip này của mình thì em có thể tin tưởng vào trong cái sự kiện của anh gà. Ừ quên nữa, trong cái phần anh gà trong phần thư anh gà có tặng cho em một cái code UMOD nha, tên là code UMOD MF World Series 2024. Em nhập vô cái này trong cái phần là Free Fire X UMOD á thì em sẽ nhận được một số lượt quay thì phải, một lượt quay đó thì em nhớ nhập nha. Cảm ơn em có nhiều video nhỏ cái video của mình nha. Nếu thấy video mình hay thì quên cho mình một like, mình đăng ký kênh và cũng như là ủng hộ mình trong những thời gian sắp tới nha anh em. Ok đây 200 có phải chưa, cái hành viên không có mua luôn nhiều dữ chưa. Ok cảm ơn em có nhiều nha, còn bây giờ thì bye bye anh em, chúc anh em ngày mới vẻ và hẹn anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.